Thì mọi người sẽ nhấn inspect lên nhá, mọi người đưa cái chuột đến cái table mà mọi người muốn muốn crop, thì mọi người sẽ nhấn inspect như này, thì mọi người có thể thấy được là nó cái symbol này nó đang nằm ở trong cái thẻ TH đúng không? Mình lướt lên thì mình sẽ thấy cái bảng table này đúng không? Đó, cái table này nó sẽ bao hết tất cả các table mà mình đang muốn cần đúng không? Thì mình sẽ đi crawl cái table này. Thì table này có class là W100%. Vì sao mình cần đặt class là bởi vì trong cái trang web của mọi người sẽ có rất là nhiều table khác nhau, chẳng hạn như thế. Nên là mình sẽ phân biệt các table bằng ID này hoặc là bằng class chẳng hạn. Đó, thì người ta trong trong khi mà làm HTML thì người ta thường dùng class này hoặc là cái trường ID để phân biệt giữa các item với nhau ấy. Thì cái trường table này sẽ nó đã được phân biệt bằng cái trường class sao. Thì đây, mọi người sẽ làm đầu tiên. Mọi người lướt xuống dưới này nha. Trong cái file á. Đó, đầu tiên mọi người gọi Beautiful Soup ra ha. Cái này thì giống như thầy nói thì bình thường hai mọi người. Đấy, sau khi mà gọi Beautiful Soup với cái link URL này rồi á, thì mọi người sẽ tìm. Đầu tiên mọi người sẽ soup.file table class là như này đúng không? Nếu mọi người chỉ là soup.file table thôi á, mà không có cái class này á, thì người ta sẽ tìm ra cái table đầu tiên. Đó, người ta sẽ tìm ra cái table đầu tiên thôi, chứ nó sẽ không tìm đến đúng cái table mà mọi người muốn. Nên mọi người phải thêm cái trường class này vào thì nó mới tìm ra được cái trường table này ha mọi người. Đó, thì sau khi mà tìm ra cái trường table xong đúng không, thì mình sẽ select đến đến cái row nha, đến cái hàng nha. Mình sẽ gọi ra tất cả các cái hàng. Bởi vì sao? Bởi vì là mọi người có thể thấy á, là tất cả các cái hàng này nó sẽ đều là nằm trong cái thẻ TR đúng không mọi người? Đây, đây là head hả, trong cái body nha. Thì head là cái này nha. Còn dưới thì sẽ là T body ha, T head với T body ha. Thì tất cả các cái row này nó được ký hiệu bằng TR đúng không? Và nó có chung một cái class đúng không mọi người? Cái class này á, nó sẽ có nhiều phần này. Phần khác nhau như này. Thì những cái row này nó sẽ khác nhau ở cái term là cuối sau cái H32PX đó mọi người. Đó thì nó sẽ khác nhau ở mỗi cái chữ BGC. Đây là 2BG, dưới này là 1BG, dưới này là 2BG đó. Thì nó sẽ chung nhau cho từ cái H32PX này trở trở đấy trở về đằng trước. Thì mình sẽ select tất cả các cái row TR này nha. Em sẽ select hết tất cả các row TR này. Thì làm sao để mình select được, thì mình sẽ chỉ cần lấy cái table mà mình file ở đằng trên thôi. Sau đấy mọi người sẽ table.file và table.select tất cả các cái TR nha mà có cái class là chung nhau là đến cái H32PX vừa nãy em vừa nói đúng không? Đó, thì với cái câu lệnh này nó sẽ select hết tất cả các cái row này cho mọi người ha. Đây, đó, nó sẽ select hết tất cả các cái row này mà em vừa lướt qua cho mọi người thấy đúng không? Cho đến cái phần cuối, đó, nó sẽ select hết tất cả các cái row này. Thì sau khi mà select hết tất cả các cái row này thì bây giờ mình sẽ đến cái phần bóc tách ra thôi. Trong cái TR thì sẽ có TD đúng không mọi người? Đó. Thì nó sẽ select những cái TD này ra. Thì giả sử cái TD name đi chẳng hạn, cái name này nhá, thì nó sẽ có cái nào để phân biệt những cái TD này với nhau nào. Thì nó sẽ có cái area label đúng không mọi người? Mọi người sẽ nhìn vào đây. Thì cái đầu tiên á, cái name này nó sẽ có area label là symbol. Đó. Tiếp tục nha. Cái này thì sẽ có area label là name. Tiếp tục cái này area label là price sao? Cái này area label là trend các thứ đó. Thì mình sẽ dựa vào cái area label đấy để select ra. Thì bởi vì là cái crypto data này là cái list của những cái row đúng không? Nên là mình phải for loop trong cái list của những cái row đấy để mình lấy ra từng cái row á. Cái này phải là row mới đúng nhá. Call cũng nó không đúng. Với mỗi cái row thì nó sẽ tìm ra những cái column tương ứng như là area label name thì để lấy ra được cái name, price, trend hoặc là phần trăm trend ha. Thì sau khi lấy ra được rồi á, em sẽ sửa lại nó thành row cho mọi người đỡ bị nhầm nha.
Đó, sau khi lấy ra tất cả rồi thì nó sẽ là một cái bảng thôi đúng không? Thì mình sẽ lấy được data xong không? Để em chạy. Mọi người xem, reconnect em. Đây, giả sử mình chạy được rồi đến đây rồi nhá. Em bỏ cái code này đi nhá. Em này đi. Đó. Thì sau khi mà chạy như này xong rồi thì mọi người sẽ có một list tất cả các cái name đúng không? Rồi cũng có một list tất cả các cái price này. Thì bây giờ mình sẽ tạo cái này thành một cái bảng data frame ha. Thì cái cách tạo là mọi người sẽ tạo giống như thầy vừa làm thôi. Là add to một cái dictionary xong rồi chuyển cái dictionary này thành một cái data frame là được. Đó. Thì đâu rồi? Đây. Đó. Vậy là xong ha, xong cái data frame này ha. Tuy nhiên là mọi người có thể thấy là cái data frame của mình nó chỉ có 50 cái phần tử thôi đúng không? Nó có cái index là từ 0 đến 49 thôi. Tuy nhiên là mọi người có thể nhìn vào đây. Nó sẽ có đến 1.000, 10.000 cái result này này. Nhưng mà khi mà mình crawl như này á, xong nó lại thành 40 ta. Hình như nó chỉ là để em run lại nhé. Nó chỉ có 25 thôi. Đó. Thì khi mà run lại nó chỉ có 25 thôi ha. Thì mọi người có thể thắc mắc đúng không? Bởi vì là nó có đến 10.000 result. Nhưng mà nó chỉ crawl được 25 là bởi vì nó chỉ crawl được cái trang web tĩnh thôi. Tức là trang web này nó chỉ hiển thị lên cái 25 first. 25 này, 1 đến 25 result thôi. Nên nó chỉ có thể crawl được 25 phần tử thôi. Còn nếu mà mình muốn 25 cái phần tử tiếp theo đó, thì mình phải tương tác với cái trang web này. Thì nó mới ra được cái list 26 đến 50 cái phần tử tiếp theo như này được. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra là làm sao để mình có thể crawl được hết tất cả các trang 10.000 cái result này mà không cần phải thao tác bằng tay next các thứ để tìm ra được những cái result tiếp theo. Thì cách rất là đơn giản đó là mọi người sẽ thấy cái đường dẫn nó sẽ thay đổi nha. Giả sử nhá. Giả sử em đến cái trang web đầu tiên nhá. Đến đến cái first 25 á thì nó sẽ là cao là bằng 25 đúng không? Offset là bằng 0 này. Tiếp tục nha. Mọi người sẽ thấy cái đường dẫn nó thay đổi ha. Next 25 cái phần tử tiếp theo. Thì bây giờ cái chặng đường dẫn của nó sẽ là cao bằng 25, offset là bằng 25 này. Đúng không? Tiếp tục. Phần tử tiếp theo ha. Thì nó sẽ là cao bằng 25, offset là 50. Thì cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ bắt đầu ở cái phần tử thứ 50 và lấy 25 phần tử tiếp theo. Đúng không? Thì nó sẽ lấy phần tử là từ 50 đến 75 ha. Ý là 50 là theo cái index á, nhưng mà thực tế là 51 đến 75 ha. Đó, thì nó sẽ như thế. Mọi người thấy là khi mà mình cứ next 25 phần tử thì cái offset nó sẽ tăng lên 25. Đó, nó sẽ là 75 với 25 ha. Thì cái đường dẫn thôi, cái đường dẫn nó sẽ thay đổi thôi. Thì bây giờ trong cái crawling này này, mình sẽ thay đổi cái đường dẫn là được không mọi người? Đây nhá. Thì thay vì crawl, ok chưa? Thì mình sẽ crawl như này nha. Mình sẽ vẫn là cao là bằng 25. Tuy nhiên là cái offset này thì mình sẽ tăng lên. Cho nó range là từ 0 đến 50. 0, 50, 25 nha. Em sẽ thử chạy cái này ra cho mọi người nhìn rõ hơn nhá. Cái này thì mình chỉ lấy. Đây. Đó, y sẽ là 0 với 25, tức là mình sẽ lấy 50 phần tử đầu tiên thôi. Thì bây giờ em sẽ thay đổi nha, cho cái y đầu tiên, y là bằng 0 đúng không? Offset bằng 0 thì nó sẽ ra 25 phần tử đầu tiên. Sau đấy offset bằng 25 thì nó sẽ ra tiếp 25 phần tử tiếp theo ha. Thì bây giờ cái trang web của mọi người sẽ có bộ 50 phần tử.
Đó, 50 phần tử. Còn nếu muốn lấy 100 phần tử, 10.000 phần tử thì nó dễ lắm. Đây, nó sẽ có khoảng 10.000 phần tử đúng không? Tương đương là y nó sẽ chạy từ 0 đến 10.000. Mỗi lần thì nó sẽ tăng lên 25 nha. Em sẽ cho mọi người xem. Pin y ra thì nó sẽ chạy hết đến đấy luôn á. Nó sẽ chạy đến 9975 luôn á. Ok chưa? Đó. Thì mình sẽ print nó ra. Run lại. À không cần run lại. Ok. Vậy vì nó sẽ hơi lâu á, nó chạy đến 10.000 luôn mà. Nó crawl hết tất cả các 10.000 phần tử luôn. Nghe mọi người sẽ thấy nó hơi lâu ha. Ok, thì nó đang chạy hơi lâu hay là để em dừng lại nha, tại vì nó cũng sẽ hơi lâu. Mình cho 1.000 thôi ha. Thì nếu 10.000 thì mọi người cũng tương tự thôi. Thì không biết mọi người có câu hỏi nào không? Thì sẽ tùy vào từng cái HTML và mọi người sẽ inspect ra được à, inspect ra những cái tab của cái file HTML đấy thôi. Thì mình đã được tương tác với cái bảng này này, với hoặc là cái list chẳng hạn đó. Thì nó sẽ thay đổi như thế. Đây, thì mình sẽ có 10.000 phần tử đầu tiên ha mọi người. Ok. Thì mọi người có câu hỏi nào không? HTML nó có nhiều tag lắm, chứ không phải mỗi URL. Không phải mỗi UL với lại là bảng đâu. Nó kiểu nó có sẽ có siêu nhiều á. Nên là phải tùy vào từng cái file HTML mà mọi người mới crawl được ha. Đó, mọi người có câu hỏi nào không? Mọi người có thể vào cái lab mà em để trong trong file á, ở trong folder để vào chạy nha. Kiểu như mỗi mỗi ngày thì mọi người sẽ được học về một cái kỹ thuật mới. Như buổi tuần sau là buổi cuối thì mọi người sẽ được học về cloud chẳng hạn, tức là mấy bài càng về cuối thì mọi người học những cái kỹ thuật đó bổ trợ. Còn lại thì cái phần tập trung chính của mình vẫn là cái phần supervised learning từ ở đầu khóa ha, với data dạng bảng và hai bài toán là linear regression với lại classification đó. Thì đấy là sẽ là hai cái trọng điểm chính cho cái bài final test mà buổi sau mọi người bọn cho mọi người được làm test sao? Cái này để làm gì? Cái này là để mọi người crawl dữ liệu đó. Tức là để lấy được dữ liệu thôi. Thì mọi người sẽ cần dùng những cái kỹ thuật nào? Bình thường thì mọi người chỉ lấy dữ liệu trên Kaggle thôi đúng không? Nhưng mọi người không biết là làm sao mình có được những cái dữ liệu trên Kaggle. Thì thực chất thì người ta cũng phải dùng những cái kỹ thuật crawl này để người ta crawl dữ liệu ha. Ý là lấy dữ liệu về á. Chứ nó không có sẵn. Hoặc là mình sẽ dùng API. Nhưng mà cái API đấy chỉ một vài trang web nó mới cung cấp thôi. Còn những cái trang web mà nhỏ nhỏ thì mình sẽ thường là phải tự cào dữ liệu hết. Thường thì cái phần này cũng không phải là DA làm á. Thường thì sẽ mấy người bên engineer thì sẽ đảm nhiệm cái phần này và đưa cho mọi người cái data raw. Còn lại làm sao để có cái data raw đấy thì mình phải dùng những cái kỹ thuật như này thì mới có được. Ok không ạ? Đó, thì mọi người cứ về ôn tập lại cái phần supervised learning ha, để cho buổi sau thì mình sẽ có cái đề final test. Thì mọi người sẽ có khoảng một tuần để làm, tức là
Buổi thứ 12 là mình học bài cuối đúng không? Là buổi thứ này á, là mình học buổi cuối thì mình sẽ có đề final test và mọi người sẽ có một tuần để làm. Đến ngày 18 thì mình mới học lại. Thì đến cái ngày này mọi người sẽ phải nộp bài final test ra và mình sẽ phổ biến final project đó. Final test thì sẽ làm một mình, còn final project thì có thể làm theo nhóm hoặc là làm một mình luôn cũng được. Thì cái đấy là tùy mọi người ha. Thì mọi người có ok không? Buổi buổi tuần sau thì buổi tiếp theo thì nó rất là quan trọng bởi vì là phổ biến cái final test đó. Nên là mọi người nhớ tham gia đầy đủ ha. À với lại là em muốn hỏi là buổi sau không biết là mình có thể học online được không? Tức là buổi sau thì chỉ có cái phần học là cái phần học về AWS một chút thôi. Xong rồi cô sẽ phổ biến cái final test và mình sẽ có một tuần để làm á. Nên là không biết là mình học online được không mọi người? Mình học online buổi sau thôi, còn buổi tiếp theo buổi ngày thứ 13 thì mình vẫn học offline các thứ bình thường. Không biết chị có ok không? Ok, dạ vâng, thế thì để em báo với cả báo với quản lý lớp. Dạ ok. Buổi thứ 12 thôi nha mọi người. Còn buổi thứ 13 là cái buổi mà final project thì mình vẫn đi học nha. Đó. Thì mọi người cũng có thể tìm nhóm luôn từ giờ cũng được. Cái final test thì là một mình ha, không cần tìm nhóm. Còn final project á, mà mình cần làm trong mấy tuần liền á, thì mọi người có thể làm nhóm ha. Thì mọi người cứ tìm nhóm đi, hoặc là làm một mình cũng được. Nói chung là muốn gì cũng được hết. Thì ở khóa trước thì cũng có bạn làm nhóm 3, cũng có người làm một mình. Đó. Ok, thì ngày thứ bảy thì mình sẽ học online ha. Còn thứ bảy tuần sau nữa thì mình sẽ học offline. Ok, mọi người có câu hỏi nào? Mọi người chuẩn bị nha, bởi vì ngày thứ bảy là nhận bài test thì đến ngày 18 là mình phải nộp luôn á, có một tuần để làm thôi. Nên là mọi người tranh thủ làm, ngày 11 có đề thì 12 làm đi chẳng hạn. Đó. Okay. Mọi người có câu hỏi nào không? Không có thì buổi học cũng đến đây là kết thúc thôi. Trong trong cái file này thì có cả phần code của thầy demo với lại cả phần code của em demo lên nha. Mọi người cứ vào folder của mình đó để lấy không? Đây. Nó nằm ở đây. Đi. Ok. Ok, nếu không có câu hỏi nào thì chắc là mình kết thúc nha mọi người. Buổi sau mình học on nha. Thứ bảy mình học on nha. Ok. Bye bye mọi người nha.